Ok, clip này mình làm cho người con Kenwood K575 nha, cái dàn hi-fi Kenwood mà có tích hợp Bluetooth nha mọi người. Ok, mình sẽ chơi Bluetooth qua một cái con đáp Sony nha. Rồi. Thì cái bộ này mình về không có khiển nha mọi người, không có khiển nên là mình bán bộ này là 2,5 triệu kèm theo cái khiển học mọi người. Khiển học là cái khiển chép đó mọi người. Ok, mình bật qua chức năng Bluetooth rồi mình quét trên điện thoại nha. Rồi mình mở trên đây nè. Mình chọn Bluetooth. Nếu mà trường hợp trên đây nó quét không thấy là máy đã kết nối Bluetooth với một cái máy khác nha mọi người. Đó, thì mọi người lưu ý nha, để mình coi kiểm tra coi. Rồi, mình hình như là nếu mà nó kết nối là nó có cái dấu đây nè. Đây, K575 lên rồi. Rồi ok, chuẩn aptX nha người, con này aptX. Rồi mình sẽ chơi tiếp cái album mới nãy của Phương Thảo nha. Lại xuôi ngăn cách với chia phương. Ok, yêu anh một đời người. Định dạng này là 24 bit 48 kHz nha mọi người. Đây. Nó đạt chuẩn Hi-Res mọi người. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể sâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang, cho đời lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tàn, giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang, cho đời lắm ê chề. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già thôi nhé anh. Người này ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau.
dứt duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen, bước chân đi là dứt duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Sương xuống
đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hướng theo một bóng người. Tà dương cuốn trong sương là mỗi lần mong chờ. Xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương rác lên muôn vàn oán hờn, nếu mai đây về cùng trên chuyến tàu hoàng hôn, nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương rác vạn oán hờn, nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng thank you.
cuộc tình tương lai đắng cay riêng một mình em, rồi mai xa nhau xin trời cho em quên bên người ta anh ơi, mà lòng thầm nhớ thương ai. Mà tại anh mang nhẫn cưới, nếu biết yêu thương muộn rồi thì đành trôi tiếng đam mê trần gian. Hôm nay con chúng mình thì xin mai sau đừng lỗi tình, kiếp sau xin đừng dở dang trần gian. Hôm nay con chúng xin mai sau đừng lỗi tình, kiếp sau xin đừng dở sóng gió.
dù tình thì rất mong manh, khi ta yêu trái tim ta màu xanh. Dù tình đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuông vẫn không như lòng muốn. Tình trần thì vẫn qua bát ngăn, mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn. Thành một đời chỉ toàn ôm kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làm tóc rồi? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Biết tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn làm tóc rồi? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi em đâu rồi? Mộ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau. Vào sân em chiều thu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngơ ngẩn. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em 16 như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18 chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, hàng cây chút lá tình đi lấy chồng. Ngọn trúc đào mùa thu lá rụng bay vào sân em. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Ok, mình dừng clip nha mọi người. Đó thì cái bộ vàng này, compact này nếu mà giá 2 triệu 5 thì cũng rất là đáng chơi mọi người. Gần như đầy đủ công năng, gồm có CD này, Bluetooth. Phía sau thì sẽ có USB line in nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nha.